Khi nghĩ về các nền văn minh cổ đại, chúng ta thường nghĩ đến các kim tự tháp ở Ai Cập, đền Parthenon ở Hy Lạp, đấu trường La Mã ở Rome. Vì đây là những kiệt tác trong lịch sử nhân loại, thể hiện trí tuệ và nghệ thuật của các nền văn hóa và thời đại khác nhau. Tuy nhiên, có một địa điểm khác có thể phá vỡ sự hiểu biết của chúng ta về nền văn minh nhân loại. Địa điểm này cũng là bằng chứng về sự tồn tại của một thế hệ văn minh trước đó. Đó là đền thờ mặt trời tại Baalbek, hay còn được gọi là đền Jupiter, đền thờ sao mộc, nhưng cái tên được hầu hết mọi người gọi nó là đền thờ Baalbek. Hiện nay người ta thường cho rằng đây là một địa điểm của La Mã cổ đại, nhưng trên thực tế nó có thể là sản phẩm dung hợp giữa Phoenicia và La Mã. Nó cũng được giới khảo cổ học gọi là di tích nền văn minh cuối cùng, bởi vì có những hiện vật nhân tạo không thể giải thích được ở đây. Đền thờ mặt trời Baalbek nằm ở vùng Liban và là một thành phố thực sự của cự thạch. Quy mô của cự thạch ở đây lớn hơn nhiều so với các kim tự tháp của Ai Cập cổ đại. Trong khi con người vẫn đang cố gắng xác minh nguồn gốc đích thực của ngôi đền tại Baalbek, giới hàn lâm đã nói với chúng ta rằng vào năm 27 trước công nguyên, hoàng đế La Mã Augustus đã đưa ra một quyết định xây dựng một ngôi đền vĩ đại, sang trọng nhất không thể chối cãi tại một nơi không ai biết. Tàn tích tại Baalbek hùng vĩ đến tuyệt đối, với một khoảng sân được xây cất trên nền đất rộng lớn mà ngày nay vẫn còn ba bức tường khổng lồ ngăn đỡ. Những bức tường ngăn này được hình thành từ 27 khối đá vôi với kích thước lớn hơn bất kỳ khối đá vôi nào có thể được tìm thấy trên thế giới. Mỗi một khối đá nặng ít nhất là 300 tấn và có ba khối đá nặng hơn 800 tấn. Ba khối đá này đã có được danh tiếng cho mình và thường được biết đến với tên gọi Đại Tam Thạch, Chalithon. Đại Tam Thạch trong những bức tường ngăn là ba trong bốn tảng đá lớn nhất từng được nhấc lên trong lịch sử. Trên những bệ đá này có nhiều cột đá, tượng đá, bậc đá, cổng đá với nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau, tất cả đều chứa đựng trí tuệ và sự khéo léo của người xưa. Ba tảng đá này có chiều dài 21m, cao 4m, rộng 3m, được cắt thủ công thành hình chữ nhật và đặt dưới đáy chặt đến mức mũi kim cũng không thể luồn vào. Điểm mấu chốt là ba tảng đá này đều cao cách mặt đất 4m, tảng nặng nhất nặng hơn 1.400 tấn, tảng nhỏ nhất cũng nặng khoảng 1.200 tấn. Các dải đá dưới tảng đá cũng nặng 350 tấn mỗi dải. Đứng trước những tảng đá này, con người dường như vô cùng nhỏ bé. Trên lối đi của ngôi đền, người ta đặt những tảng đá đã cắt sẵn, mỗi tảng nặng hơn 800 tấn. Có những lỗ nhân tạo trên mặt của những tảng đá này, cho thấy sự khéo léo tuyệt vời của người xưa. Một số người tin rằng nó được mang đến bởi người La Mã hoặc một nền văn minh trước đó để xây dựng một tòa nhà hoặc bức tượng nguyên khối, nhưng vì một số lý do mà nó không bao giờ được hoàn thành. Nếu chúng ta thật sự nghĩ về tất cả những sự kiện đã được chính thức chấp nhận trong khung thời gian giới hàn lâm đã đưa ra, ta sẽ thấy địa điểm được chọn cho ngôi đền sao mộc này là hoàn toàn vô lý, và chúng ta không thể tìm được lý do thích đáng tại sao Augustus lại chọn địa điểm tại Baalbek để xây một ngôi đền nguy nga đến thế. Vào thời La Mã, Baalbek chỉ là một thành phố nhỏ nằm trên tuyến đường buôn bán tới Damascus. Nó không có một tầm quan trọng nào về tôn giáo hay văn hóa đối với La Mã, ngoài việc là một khu vực chôn cất được yêu thích của những bộ tộc bản xứ. Thật khó hiểu tại sao một đế chế La Mã rất ích kỷ lại phải thật sự vất vả khó nhọc tạo ra một công trình kiến trúc tráng lệ và xa xỉ đến thế tại Liban và tại một nơi như Baalbek cách rất xa La Mã. La Mã, nói cho cùng là một đế quốc tham lam và họ đã từng cướp bóc rất nhiều kho tàng lịch sử của những nước khác, ví dụ như những cột tưởng niệm Obelisk của Ai Cập và cũng ngay trong khoảng thời gian đền Jupiter đang được xây dựng. Sẽ hợp lý hơn rất nhiều khi phán đoán rằng Baalbek có thể sở hữu cái gì đó mà người La Mã ham muốn, một cái gì đó mà không nơi nào, kể cả La Mã, có thể cho họ được, cũng chính là lý do có rất nhiều người ước nguyện muốn được chôn cất ở đây. Nhưng chúng ta lại được giới hàn lâm bảo rằng, không, ngôi đền chắc chắn là có nguồn gốc từ La Mã. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề nghiêm trọng với tuyên bố này. Khi nghiên cứu những khối đá trong các bức tường ngăn tại ngôi đền Baalbek, rõ ràng chúng đã bị hao mòn hơn rất nhiều so với tàn tích của đền Jupiter và hai ngôi đền La Mã khác từng được xây lên tại nơi này. Vì đá xây lên những bức tường ngăn cũng cùng loại với ngôi đền, chúng ta có thể giả định hợp lý rằng những khối đá bị hao mòn hơn đã được dựng lên lâu đời hơn. Cũng hoàn toàn hợp lý nếu phán đoán rằng ngôi đền La Mã thật ra là sự bổ sung vào một nền tảng đã từng tồn tại trước đó rất lâu, và điều này cũng giúp giải thích tại sao một địa điểm hoang vu như vậy đã được chọn xây đền, bởi vì nó cung cấp cho Augustus
một nền tảng có sẵn để xây dựng ngôi đền của ông. Vấn đề thực sự rất đơn giản và rõ ràng. Điều khó hiểu là tại sao cộng đồng khảo cổ chính quy lại giễu cợt ý kiến về việc những bức tường và cái bục đài có thể đã được xây nên trước khi có ngôi đền. Mức độ hao mòn đáng kể nhìn thấy được trên những tảng đá lớn của bức tường ngăn đã quá đủ đạt tiêu chuẩn bằng chứng về tuổi thọ lớn hơn nhiều ngôi đền Jupiter. Nếu có một bằng chứng địa chất đáng kể đối nghịch lại với một lý thuyết, vậy thì lý thuyết đó rõ ràng là không đúng, điều này không quá khó hiểu. Nhưng có thể đây chính là một vấn đề cho những học giả hàn lâm. Khi người La Mã xây dựng đền Jupiter, nếu họ đã dựa trên một nền móng đã được tạo ra trước đây bởi những ai đó xa xưa, những người mà cho tới giờ phút này vẫn còn chưa biết, thì tất nhiên giới hàn lâm không muốn khơi dậy cái nền văn minh cổ xưa đó lần nữa. Các nhà khảo cổ suy đoán rằng các khối cự thạch của kim tự tháp được người Ai Cập xây dựng và vận chuyển dựa trên các nguyên tắc của dòng sông hoặc các khúc gỗ lăn. Tuy nhiên lý thuyết này không thể áp dụng vào trường hợp của đền Baalbek. Trước hết, Baalbek không có kênh đào nên không thể thả nổi những tảng đá trên bè. Thứ hai, những tảng đá này nặng hơn 1.000 tấn. Nếu vận chuyển cùng với những khúc gỗ lăn thì những khúc gỗ lăn bên dưới sẽ bị nghiền nát. Ngay cả khi chúng có thể được vận chuyển đến vị trí được chỉ định bằng các khúc gỗ lăn, thì làm thế nào chúng được nâng lên và đặt cách mặt đất 4 mét? Bởi vì vận chuyển và nâng hạ các khối cự thạch là những kỹ thuật hoàn toàn không giống nhau. Một số người cho rằng, người cổ đại có thể đã sử dụng những máy móc đơn giản như đòn bẩy, dòng dọc và dây thừng để thực hiện kỳ công này. Tuy nhiên, nguyên lý hoạt động và hiệu quả của những cỗ máy này còn hạn chế, cần rất nhiều nhân lực và thời gian để kéo và nâng những tảng đá. Hơn nữa, chất liệu của những chiếc máy cũng cần đủ độ bền và chắc chắn, nếu không rất dễ bị gãy, hỏng. Một số học giả đã tiến hành các thí nghiệm, trong đó họ dựng một tảng đá nặng 1 tấn bằng các khúc gỗ và nhận thấy rằng 16 người phải mất 22 giờ để di chuyển từ 500 đến 700 mét. Nếu tính theo tỷ lệ này, để di chuyển một tảng đá nặng 1.000 tấn sẽ cần tới 16.000 người và 22.000 giờ. Điều này rõ ràng là không thực tế. Nếu bộ ba cự thạch đáng kinh ngạc không làm bạn kinh ngạc, thì bên dưới đền thờ Baalbek ẩn giấu một số cấu trúc cổ xưa và bí ẩn hơn. Những tòa nhà này có thể là dấu vết của người Phoenicia, hoặc một nền văn minh sớm hơn, hoặc chúng có thể là bằng chứng về sự tồn tại của một thế hệ văn minh trước đó. Một điểm đáng chú ý, La Mã khi xưa đã từng nổi tiếng là một chế độ độc tài kiêu ngạo, và chúng ta đã không tìm thấy một chứng cứ nào trong sổ sách La Mã về việc xây dựng những bức tường ngăn tuyệt kỹ này. Chỉ có những văn bản lưu lại về khả năng vận chuyển xuyên suốt triều đại của nhiều vị hoàng đế La Mã, tính luôn Augustus. Những hồ sơ này cho biết rõ ràng, khả năng chuyên chở những khối đá lớn tại La Mã thời đó là chỉ hơn 300 tấn một chút và với một mức độ khó khăn rất lớn. Ví dụ như cuộc vận chuyển cột tưởng niệm Laterano tới La Mã từng được ăn mừng nhiệt liệt, đã là một phi vụ khó khăn và nguy hiểm không tả xiết, kế hoạch đã phải kéo dài qua 3 triều đại hoàng đế. Vậy mà cuộc vận chuyển của những khối đá khổng lồ 800 tấn tại Baalbek cho ngôi đền Jupiter không thấy được nhắc tới trong những sổ sách lưu trữ. Dữ kiện này ngay lập tức đã cho thấy nghi vấn. Điểm đáng lưu ý khác là trong triều đại của Augustus, người La Mã cũng đã biết về bê tông và rất thường sử dụng nó. Đấu trường La Mã Coliseum vẫn còn đứng vững tại Roma ngày nay, là một ví dụ điển hình về kiến trúc bê tông La Mã cổ điển. Nhưng đây không phải là phong cách người La Mã xây dựng với những tảng đá khổng lồ. Thật sự thì không có một kiến trúc đá tảng nào từng xuất hiện trong suốt những triều đại La Mã. Một điều quan trọng khác nữa là Ptolemy sau này đã đặt tên cho Baalbek thành phố mặt trời, Heliopolis. Để một người như ông ta đặt một danh hiệu đặc biệt như vậy, rõ ràng nói lên được tầm quan trọng của nơi này. Nó phải là một nơi chốn thiêng liêng và phải có một đặc điểm kiến trúc đặc thù, hoặc một mối liên kết đáng kể với thành phố mặt trời khác, cũng là một địa phận của Ptolemy tại Ai Cập. Vẫn còn một chi tiết nữa, năm 636, đền Jupiter đã bị chiếm đóng bởi người Ả Rập và nó đã bị biến thành một pháo đài, đồng thời họ cũng đã sửa sang thêm vào. Nghĩa là những khối đá được dùng bởi người Ả Rập được thêm vào 650 năm sau những tảng đá La Mã. Theo truyền thuyết của dân bản địa, Baalbek có thể đã từng là một trung tâm tôn giáo, thờ phượng Baal trong nền văn minh Phoenicia và truyền thuyết Ả Rập bản xứ, tương truyền rằng những tảng đá ngăn tường khổng lồ này đã có từ thời của Cain và Abel, hai anh em trong thánh kinh Cựu Ước. Những phiên bản khác nói rằng, bục đài đã được xây dựng bởi các vị thần thời xa xưa.
Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học, nền tảng của đền thờ mặt trời Bao Bách và các tòa nhà phía trên không được xây dựng cùng một lúc. Nói cách khác, người ta không biết ai đã xây dựng những viên đá nền ở phía dưới và những người Phinicia hay người La Mã sau này đã xây dựng đền thờ Bao Bách phía trên viên đá nền. Người ta suy đoán rằng thời gian xây dựng di tích này có thể bắt nguồn từ khoảng 9.000 năm trước, trong khi ngôi đền trên được xây dựng vào khoảng 53-50 trước công nguyên. Người ta thường tin rằng ngôi đền được xây dựng bởi người Phinicia. Họ gọi nơi này là Bao Bách, trong đó Bách có nghĩa là thành phố, còn Bao là tên của vị thần mặt trời của người Phinicia và Canaan. Những người Phinicia sau này sống ở đây đã biến mất một cách bí ẩn và người La Mã đã tiếp quản khu vực này, biến nó thành một địa điểm của người La Mã. Gần lối vào phía nam của Bao Bách là một mỏ đá, nơi đá được khai thác cho đền thờ. Không có bất kỳ dấu vết nào về một con đường hay lối vận chuyển có thể được tìm thấy giữa mỏ đá và ngôi đền. Điều này cũng nêu ra câu hỏi về cách thức vận chuyển những khối đá tảng 800 tấn tới địa điểm xây dựng nếu chúng từng thật sự được vận chuyển. Điều này dẫn tới hai trường hợp: những khối đá dựng tường đã từng được di chuyển vào một thời đại rất xa xôi, đến nỗi mọi dấu vết về con đường đã biến mất, hoặc là chẳng cần một con đường nào hết. Thật sự thì có một con đường cũng vô ích, bởi chính cái sức nặng khủng khiếp của những khối đá. Nếu có một con đường cho một loại công trình như thế, thì nền móng của nó phải cực kỳ vững chắc, và chắc chắn là nó sẽ phải vẫn còn lưu lại dấu vết cho tới ngày nay. Vậy thì chúng được di chuyển thế nào? Tại khu vực mỏ đá còn có một tảng đá nguyên vẹn đã được xử lý lớn nhất trái đất. Nó có tên là tảng đá Thai Phụ, được ước lượng nặng 1.650 tấn với kích thước 21,5m x 4,8m x 4,2m. Với kỹ thuật ngày nay không gì có thể di chuyển nó được. Thực tế, phải cần 24 cân cầu hạng nặng mới có thể chỉ nhấc nó lên được, nhưng di chuyển nó là điều không tưởng. Nhà nghiên cứu nổi tiếng Graham Hancock đề xuất giả thuyết cho rằng những tảng cự thạch này đã được tạc bởi một nền văn minh lâu đời hơn, có niên đại có lẽ khoảng 12.000 năm trước, và người La Mã chỉ chịu trách nhiệm xây dựng đền thờ xung quanh chúng. Ông tự hỏi không biết chúng có cùng thời với di chỉ cự thạch của đền thờ Göbekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Quá trình xây dựng đền thờ Bao Bách luôn là một bí ẩn. Một giả thuyết cho rằng đền thờ Bao Bách ban đầu là trung tâm tế lễ của người Phinicia để thờ thần mặt trời và nữ thần mặt trăng Astarte. Một giả thuyết khác cho rằng đền thờ Bao Bách được xây dựng bởi một nền văn minh cổ xưa sử dụng một số kỹ thuật và phương pháp vượt quá phạm vi hiểu biết của con người đại. Lập luận này cho rằng đền thờ Bao Bách có sớm hơn thời Phinicia hoặc La Mã và có thể đã được xây dựng bởi người ngoài hành tinh hoặc các siêu văn minh cổ đại để phục vụ như một trạm năng lượng hoặc trạm liên lạc. Nhiều người còn tin rằng đền thờ Bao Bách không chỉ là một ngôi đền bình thường mà nó còn là một đài quan sát thiên văn. Những tảng đá ở đây không được đặt một cách ngẫu nhiên mà được sắp xếp theo những quy tắc và phương hướng nhất định. Những tảng đá này có thể được sử dụng để quan sát chuyển động của mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và các hành tinh, thậm chí có thể dự đoán sự xuất hiện của nhật thực, nguyệt thực và sao chổi. Hai nhận định này có cơ sở và tính hợp lý nhất định, nhưng cũng có những sai sót và tranh cãi nhất định. Và cho tới nay, vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Đối với những người còn lại, đền thờ Bao Bách không chỉ là một quần thể kiến trúc cổ xưa, mà còn là một kho lưu trữ thông tin cổ xưa. Nó không chỉ ghi lại lịch sử và văn hóa của các nền văn minh cổ đại mà còn truyền đạt tín ngưỡng và trí tuệ của các nền văn minh cổ đại. Nó cho phép chúng ta có nhiều suy nghĩ và trí tưởng tượng hơn về nguồn gốc của nền văn minh nhân loại, đồng thời nó cũng cho chúng ta nhiều kỳ vọng và hy vọng hơn về tương lai của nền văn minh nhân loại. Tôi là Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi khám phá đền thờ Bao Bách.